Vấn đề kế tiếp và cực kỳ quan trọng trong hoạt động đầu tư chứng khoán là bạn cần phải có một con đường đúng trong cái quá trình đầu tư cổ phiếu của mình. Và trong cái phần này, Trang xin phép không nói nhiều. Và các bạn có thể nghe cái video này, bạn hãy lấy một tờ giấy ra, bạn hãy ghi lại. Và bạn hình dung rằng khi bạn mua cổ phiếu của một công ty nào đấy, tức là bạn mua một cái phần trăm nào đấy, sở hữu, bạn là chủ sở hữu của cái công ty đấy, bạn là người chủ của doanh nghiệp đấy. Và khi đó cái tư duy của chúng ta xem xét cái công ty đấy, chúng ta không nên xem xét quá nhiều yếu tố về cái cổ phiếu đấy, mà chúng ta cần phải xem xét cái khía cạnh về kinh doanh của công ty đấy. Và cái con đường đúng là chúng ta đầu tư chứng khoán, chúng ta kiếm được cái tiền bền vững trong tương lai dài hạn. Đó là bạn hãy mua những cái doanh nghiệp tốt trên thị trường. Bạn hãy mua những cái công ty mà hàng năm nó đều đặn tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. Và những cái công ty đó nó sẽ có những cái ưu thế tuyệt vời trên cái thị trường này. Chúng ta hình dung một công ty, nếu vốn chủ sở hữu công ty đó là 100 tỷ đồng và hàng năm cái công ty đấy nó tạo ra được là 30 tỷ sau thuế, tức là chỉ sau khoảng 3 năm vốn chủ sở hữu công ty đấy tăng từ 100 tỷ lên 130 tỷ, lên 160 tỷ, lên 190 tỷ. Tức là chỉ sau 3 năm, cái giá trị nội tại của công ty đấy tăng gần khoảng 2 lần. Và nếu giá trị nội tại của công ty đấy tăng gần khoảng 2 lần, tức là cái giá cổ phiếu của bạn mua nó cũng sẽ có khả năng tăng gần 2 lần sau 3 năm nắm giữ. Bạn nắm được cái ý tưởng này chứ à? Nếu bạn cứ làm như vậy liên tục như vậy, thì bạn hình dung rằng cái tài sản cá nhân của bạn, cái tài sản của gia đình bạn, thì cứ sau mỗi 3 năm nó sẽ nhân lên 2 lần. Rồi bạn chỉ cần khoảng 3 lần như vậy là 2 lần, 4 lần, 8 lần. Chỉ sau khoảng 9 năm đầu tư, tổng tài sản của bạn và gia đình bạn có thể nhân lên 9 đến 10 lần. Thậm chí nếu bạn đầu tư tốt, bạn tìm được những công ty tốt hơn nữa, bạn sẽ nhân tài sản của mình hơn 10 lần sau khoảng 8 đến 9 năm đầu tư cổ phiếu. Cái ý tưởng tôi muốn chia sẻ là như vậy. Đó là cái con đường bền vững của bạn, và bạn cần phải chọn đúng cái con đường để đầu tư. Bạn không nên đi theo những con đường là có hứa hẹn rất là nhiều những cái tiềm năng, hứa hẹn rất là nhiều những cái lợi nhuận ảo trong tương lai. Bạn hãy tập trung vào hiện tại, hãy đầu tư những cái công ty mà hiện tại bây giờ nó đã đang có lợi nhuận rất tốt, và những công ty đấy cái xác suất trong tương lai nó tiếp tục có lợi nhuận tốt sẽ cao hơn rất nhiều trong những công ty mà nó chuyên chia sẻ những cái dự án ảo.